Đây, hôm nay là validation form. Thực ra validation form này thì các bạn làm bất kỳ ngành nào, làm bất kỳ ứng dụng nào, làm web hay bất cứ làm cái gì cũng phải có nó nhá. Nó dùng để làm gì? Mục đích của validation form ấy thì là mục đích của nó là đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu hay là an toàn dữ liệu, nói chung là dữ liệu nó phải thỏa mãn, nó thỏa mãn các ràng buộc dữ liệu. Rồi đấy, ví dụ như là như thế này, dữ liệu mà ở trong database để là kiểu date, ví dụ như database mà để kiểu date db mà để kiểu date mà các bạn nhập kiểu khi nãy các bạn kêu lành mà trời em mở máy lạnh cho bạn đấy con, trời mở bên kia kia rồi hạ máy lạnh này xuống, ông ngủ một giấc dậy ông kêu nóng trời. Rồi, em ra ngoài kia ngủ đi để xong. Rồi các bạn mà nhập mà không phải đấy thì nó sẽ lỗi này là lỗi hệ thống, lỗi system, kia nghĩa là khi lỗi này là lỗi phát sinh ra hệ thống chứ không phải là mình không bắt được nó. Thì vậy để mà đảm bảo cái việc này thì các bạn phải bắt nó trước khi các bạn nhập vào database, ta gọi là bắt lỗi, đúng không ạ? Đấy, ta phải cho nó hợp lệ cái đã. Validation là tính hợp lệ, đúng không ạ? Đấy, mình phải bắt lỗi trước. À, mình phải chặn lỗi ngay ở view giao diện. À, để cho khi mà vào đến cái DB thì nó là hợp lệ. Đó, đó là lý do vì sao phải là validation form, hiểu không ạ? Còn nếu không validation form thì vào đến database nó sẽ lỗi và lỗi nó sẽ văng lỗi hệ thống ra, đúng không ạ? Thì có hai cái cách các bạn có thể xử lý lỗi. Cách một là các bạn xử lý bình thường, xử lý dùng if else bình thường. Cách thứ hai là các bạn dùng try catch kết hợp với if else nữa. Cách hai là kết hợp với try catch. À, mục đích của kết hợp với try catch là gì ạ? Tại sao các bạn phải dùng try catch? Tại sao phải dùng try catch ạ? Các bạn lưu ý nè, khi các bạn đi làm trong thực tế á, nếu mà đoạn code không có try catch nó coi là code lỗi, nó bắt buộc phải bao try catch vào. Lý do như thế này. Đúng rồi, lý do là như này nhá. Nếu mà lỗi nếu không có try catch, không có try catch thì lỗi thì sao ạ? Văng đúng không? Lỗi thì cái app nó sẽ dừng luôn. Còn nếu có try catch thì lỗi thì sao ạ? Lỗi thì thông báo lỗi. Thậm chí có nhiều người còn có thể là giấu lỗi. Giấu luôn lỗi. Tức là không thông báo ra, coi như giấu đi. Chương trình vẫn chạy bình thường. App vẫn chạy bình thường. Tức là những chức năng khác vẫn chạy một cách bình thường bởi vì các bạn đã bắt lại cái lỗi này rồi. Hiểu không? Try catch là bắt lỗi. Đó là lý do vì sao người ta bắt các bạn phải dùng try catch để đảm bảo rằng ứng dụng vẫn chạy được nếu gặp lỗi. Bởi vì một cái lý do rất đơn giản thôi các bạn. Không có một cái app nào các bạn chắc chắn khi các bạn đưa ra cho khách hàng là nó không lỗi. Đó là điểm 100% luôn, tuyệt đối luôn. Hiểu không ạ? Không có một ứng dụng nào khi các bạn mà release cho khách hàng, các bạn public ra mà nó không có lỗi. Không bao giờ luôn. Hiểu không ạ? Cái lỗi nó sẽ tiềm ẩn ở đâu đó. Lỗi nó phải phát sinh khi người ta dùng. Được chưa? Thậm chí khi đưa ra khách hàng có lỗi luôn, người ta phải giấu lỗi đi. Biết có lỗi luôn nhưng mà bởi vì là tôi cần phải đưa cho khách hàng, cần phải triển khai ngay bây giờ để đạt tiêu chí, cho nên là một số cái lỗi không quan trọng các bạn. Tức là không quan trọng, người ta có thể fix sau.
người ta có thể fix sau, người ta có thể giấu lỗi đi, hiểu không ạ? Đấy, cho nên là bắt buộc phải có try catch khi mà viết code là vậy. Thông thường khi các bạn học ở trường ấy, để môn lười đưa try catch vào, lười đưa, nhưng trong thực tế người ta bắt buộc phải đưa. Một đoạn code mà không có try catch được coi là code lỗi, code đấy không đảm bảo, không đảm bảo an toàn, hiểu không ạ? Đấy, còn ở trường demo thì thôi, thì mình cứ demo cho nó xong đi. Còn các bạn chỉ nhắc sơ sơ vậy thôi. Nhưng thực tế là phải có ha, phải có. Try catch thì có hai loại try catch. Cái này học rồi nhưng cô phải nhắc lại, tôi sợ một số bạn sẽ quên. Có hai loại try catch nha. Đây, try catch này là có hai loại try catch. Loại thứ nhất đó là một loại là check và loại thứ hai là uncheck. Loại thứ nhất là check và loại thứ hai là uncheck. À, thế nào là check và thế nào là uncheck? Đây, check có nghĩa là bắt buộc phải bỏ check két, phải bỏ check két vào. Nếu không lỗi, tức là bị lỗi cú pháp. Bị lỗi cú pháp thì đâu còn có thể dịch được nữa, đúng không các bạn? Ví dụ như các bạn học cái gần đây nhất ấy, bữa bần Dương mà làm ấy, đó là có cái date.pass nhớ không? Cái đấy mà không để check két là bỏ lỗi ngay. Đúng không? Date format đó, simple date format đó. Đúng không? Cái đấy là không có try catch là nó bắt lỗi ngay. Nó bảo lỗi ngay, cái này bắt buộc phải để try catch. Cái dòng lệnh đấy. Hiểu không ạ? Ví dụ như là các bạn key file, đọc file, lỗi file not found á, mấy cái đấy mà bắt buộc phải try catch luôn. Class not found các thứ á. Hay là các bạn connect với, các bạn học Java 2 connect với SQL Server chẳng hạn. Java nó bắt buộc nó phải try catch. Thì cái lỗi đấy được gọi là lỗi check, bắt buộc phải try catch, cái đấy gọi là check. Còn uncheck là gì? Ví dụ như lỗi A chia cho B các bạn, mà B bằng 0 á, cái đấy chắc chắn là lỗi đúng không? A chia cho B 0 chắc chắn là vắng lỗi. Nhưng mà cái đấy các bạn không để try catch không sao, nhưng mà khi mà không để try catch nó vắng lỗi ngay, hiểu không ạ? Hay là một cái bình thường các bạn không làm một số cái mà không cần bắt lỗi, hiểu không ạ? Nhưng mà khi gặp lỗi nó lập tức nó vắng lỗi ra. Hiểu chỗ đấy chưa? Đấy, bắt phải bỏ try catch, cái này là không phải bỏ, đúng không? Không bắt buộc thì nhiều lắm, đúng không? Lỗi chỉ cho không arithmetic, hay là lỗi mà nhập dữ liệu không đúng hình dạng, đấy rất nhiều loại exception, đúng không? Loại exception ta gọi hai loại, cái này không phải là hai loại try catch mà hai loại exception nhé các bạn. À, ngoài lề á, exception đấy. Loại phải bắt bỏ try catch, một loại không bắt buộc phải bỏ try catch. Ok chưa? Ok. Rồi bây giờ nè, ta sẽ validation form ha. À, ta sẽ làm một cái form gì ạ? Form đăng ký đi ha. Form đăng ký cho nhiều cái để các bạn làm. Được chưa? Không, cái try catch thì là có như thế này. Một loại try catch là của hệ thống, một loại các bạn tự viết luôn, hiểu không? Đấy, try catch thì như này, có loại try và loại catch. Try à, mình thấy mình kiếm lỗi, try catch nè, try catch tức là try catch là mình, một là mình kiếm lỗi, nó vắng lỗi, thực hiện nhá. Nếu như vắng lỗi, tự động nó vắng lỗi, mình sẽ bắt đúng không? Cát là bắt đúng không? Có loại thứ hai nè, mình ném lỗi ra xong ai dùng thì phải bắt. Có loại lỗi nó tự văng mình bắt, có loại lỗi là do mình ném ra, mình là như vậy là lỗi, mình ném ra một cái lỗi, và khi ném lỗi thì phải có ông bắt lại cái lỗi đó. Thâu á các bạn, những cái thâu không, thâu á, thâu lỗi ra, ném lỗi ra. Thì bây giờ cái lỗi này là do mình bắt, mình tự xử lý thì mình sẽ ném lỗi. Mình xử lý cái loại thứ hai là mình ném lỗi ra và mình bắt. Hiểu không ạ?
Đây, bây giờ ta sẽ thực hiện cái thứ hai này. Mình ném lỗi và mình bắt nha. Tại vì lỗi lỗi của mình là mình tự đề xuất mà, đâu phải lỗi hệ thống đâu. Hiểu không ạ? Ok, bây giờ nha, ta sẽ tạo một cái activity. Đăng ký đi ha. Down. Đây. Gì ta? Đây. Activity. À, có cái login, có cái register. Register. Bỏ cái main đi ha. Ok, activity. Rồi. Cô sẽ tạo một cái form login ha. À, đăng ký ha. Cái này để linear cho dễ ha. Orientation ha. Đó, vertical ha. Rồi, nắm thả đi ha. Các bạn muốn bắt chương gì nào? À, tên nè đúng không? Username nè, mật khẩu nè, nhập lại mật khẩu nè. À, username thì để email đi ha. Họ tên nè, email nè, mật khẩu nè, nhập lại mật khẩu. Mấy cái đấy là khó thôi. Còn checkbox không? Checkbox à? Làm hết à? Thế các bạn về phải suy luận nữa chứ. Bắt làm hết trời ông này. Kỳ cục. Ngay nè. Ngày sinh nè. Rồi còn gì nữa không? Số điện thoại tự bắt đi ông ơi. Nói tôi làm ra vậy các bạn về phải tự bắt ạ. À, đúng rồi, demo cái rồi còn là sao biết tự bắt. Rồi, chứ gì nữa? À, button nè. Thả vô hai cái button đúng không? Button 1 nè. Đây đâu rồi? Đây, con chuột tôi chạy bắn ở đâu rồi? Lắc thế vậy? Button 1 nè. Button 2 nè. Đó, ok. Rồi, vào cốt sửa. Tôi thích vào cốt sửa hơn. Cái này là TXT, họ tên. Xóa ngay đi. Để cái hint là nhập họ tên. Đúng không? Xóa bớt mấy ông này đi cho đỡ đỡ. Rồi. Đỡ nhiều. Thay. Cái này ngâm đình lên text rồi bỏ ông này đi. Edit text này là text email đi ha. Username là email luôn ha. Đấy. Bỏ luôn ông này đi. Cái này là để hint. Nhập email. Cái này là tên đăng nhập luôn đúng không? Ok. Cái này là password, TXT password. Bỏ bớt đi mấy ông này. Cái này là để cái password, text password ha. Cái này cô để là cái hint. Nhập password. Ok. Rồi, đây là TXT re nhập lại ha, password. Đấy. Cái này là password. Đây là hint nhập lại password. Ok, cái này là ngày sinh date of birth. Để kiểu date không? Thôi khỏi. Cho từ nhập đi. Thực ra cái date này các bạn làm các bạn khỏi bắt lỗi là các bạn dùng cái date picker á. Học ở trên Android giao diện á. Dùng cái date picker thì khỏi bắt ha. Đó. Nhớ không? Hint.
nhập ngày sinh, đây đây, măn măn, dìa 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 dìa, mà không biết cái gì hết trơn đó đúng không? Biết là ngày tháng năm, không biết là ngày tháng năm sinh. Ngày sinh, hai chấm. Rồi, cái này là số điện thoại hả? TXT, số điện thoại. Ok, bỏ hết mấy ông này đi. Cái này hint. Nhập số điện thoại. Rồi, button anh này tôi để là match parent hay tôi để là wrap content cho thu lại nè. Đúng không? Button là button register. Register. Rep rồi. Ngắn ngắn. Đăng ký. Nhập lại. Cái này là cancel. Button cancel. Ok, xong. Được cái form nhá. Muốn chạy cái form này đầu tiên thì ta sẽ đổi cái trong manifest nè, manifest này nè. Ta sẽ copy cái intent này nè, control X nè. Cho nó vào register nè. Chưa? Cái này á mà tôi đảm bảo các bạn á, mấy lần mà tôi kiểm tra mấy bạn học gần xong rồi á, hỏi nó muốn đổi, muốn chạy đầu tiên không biết chỗ nào luôn. Cho nên là tôi dạy tôi phải nhắc đi nhắc lại cái chỗ này có còn muốn đổi cái gì đây, đổi đây. Nhiều khi phải nhắc, nhiều bạn không biết luôn, không phải là không có chỉ đâu mà quên, hoặc là các bạn không có làm. Không có làm ấy thì xong rồi khổ gì. Rồi ok, chạy hôm nay đầu tiên. Rồi, chạy bây giờ mình sẽ validation nè. Cô chạy cả cho nó lấy cái đà nó chạy cho nhanh nè. Rồi bây giờ nha. Ta bắt lỗi cái nào, ta sẽ xử lý cái đó ha. Bây giờ nè, cô bắt lỗi họ tên, các bạn muốn bắt lỗi cái gì đây? Nghe nè. Họ tên là không có chữ à, không có số à? Tại họ tên mà 5 chữ. Ít nhất đó hả? Ít nhất chứ chắc. Vì mẹ nó để mình họ giờ lơ mà tiểu tâm nhớ mình năm mươi triệu chữ Lê Vi là bố nhận họ ra cái tên anh là đúng không? John Smith ở không lẽ không họ đúng không? Rồi bây giờ thử rồi làm đi, cái này là cái gọi là cái ràng buộc do mình tự suy nghĩ, cho nên là mình quy ước sao là mình quy ước đúng rồi, mình quy ước sao quy ước đúng không? Như mà nó khỏi phải đăng ký luôn, nghỉ khỏe. Rồi ok, bây giờ trước mắt là các bạn nhìn cách cô xử lý nha. Các bạn phải viết cái hàm, viết tách nó ra, không nên viết chung. Đấy, các bạn phải viết tách hàm ra. Tôi không biết thì tôi cứ tách hàm ra. Tôi sẽ có cái hàm validation chung, đúng không ạ? Và tôi sẽ có những cái validation con nhỏ. Thì tôi sẽ làm public void. Hoặc là nếu mà dùng trong này tôi chỉ để private thôi. Void validation form. Đấy. Rồi tôi sẽ làm cái nữa nè. Tôi sẽ check cái validation. Cái gì ạ? Họ tên đúng không? Tôi sẽ để private boolean is họ tên. Tức là có phải họ tên hay không? Tức là có các bạn xem, các bạn đọc sách á, hay là đọc cái liều mà có chữ is ở đâu á, thì là thường thường nó sẽ trả về bullet. Hiểu không ạ? Is email, is date, các thứ. Tức là nó sẽ trả về bullet, nó có phải hay không? Đúng không? Nó có là cái đấy hay không? Thì nó sẽ trả về bullet. Đúng không ạ? Thì đó là một số quy ước thôi. Các bạn coi để bạn đọc, các bạn hiểu. Đúng không ạ? Đấy. Rồi đương nhiên là return to hoặc phone. Tôi cứ to trước đi. Được chưa? Còn nếu mà sai tôi sẽ return phone. Bây giờ tôi sẽ truyền vào một chuỗi. Tôi sẽ truyền vào một chuỗi họ tên đúng không? Đúng chưa? Tôi muốn kiểm tra một cái chuỗi nó có phải là họ tên hay không, thì tôi sẽ đưa vào đây. Đúng không ạ? Rồi tôi sẽ bắt lỗi là không có số trước nha. Không chứa số. Ok. Nó chỉ chứa dấu cách. Đúng không? Các thứ thôi. Được chưa? Ok.
thì các bạn sẽ đặt cho nó một cái gì ạ, một cái pattern, hay dùng get regular expression đó, có nhớ cái này không, học JavaScript nói này. À quên, xin lỗi, lớp này tôi không dạy JavaScript. Tức là Java có luôn, Java có luôn ha, Java có regular expression luôn, nó là pattern ha, nó gọi là pattern, được chưa? Tôi sẽ đặt một cái chuỗi string pattern sẽ gắn bằng dấu mũ nè, dấu mũ nè, được chưa? Dấu đô la nè, dấu mũ là chặn đầu, dấu đô la là chặn chặn cuối, được chưa? Nó phải sót khớp đúng không? Tôi không được để số đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ để chữ nè, chữ là A tới Z, hay là A hoa tới Z hoa. Nó không phải là sẹp W, sẹp W bao gồm cả số, cả dấu ship gạch, hiểu không ạ? Đấy, sẹp W là bao gồm cả chữ, cả số, cả dấu ship gạch. Thì bây giờ mình muốn bỏ số thì đương nhiên mình sẽ dùng A tới Z, đương nhiên không có kỹ thuật đặc biệt đúng không ạ? Mình chỉ A tới Z thôi. Nếu các bạn muốn có dấu cách thì các bạn cách một cái, đúng không? Nếu các bạn muốn có dấu chấm không? Không có dấu chấm đúng không? Rồi, móc vuông. Cái này là đại diện một ký tự, đại diện một ký tự. Thì một ký tự này có thể là A tới Z, A hoa tới Z hoa, hoặc có dấu cách nữa. Dấu cách là một ký tự. Đấy. Và nó lặp bao nhiêu lần? Ví dụ bạn nói là 5 ký tự, tối thiểu 5 ký tự. Nhưng các bạn phải chăn nha, nếu mà ký tự mà cách hết là các bạn phải cắt chuỗi nha, phải cắt hết chuỗi đấy. Đầu cách. Đầu cách thì mình cắt rồi, vô là mình cái chuỗi này mình cắt rồi. Chim nó rồi. 5 phẩy bao nhiêu ký tự cũng được thì mình để như này. Hiểu không? Tức là 5 phẩy thôi, sao không để gì hết. 5 trở lên. Còn nếu 5 đến 10 thì là như này. Đúng không? Đấy, còn như này là 5 trở lên. Rồi, mình sẽ kiểm tra nếu cái này nó không so khớp, tức là if cái pattern chấm match is cái họ tên, nếu không mà không khớp với họ tên, không khớp thì ta cái này là khớp, không khớp thì sao ạ? Phủ định. Để như vậy là khớp rồi, còn không khớp là ta phủ định cái đơn trước. Chúng phải lấy cái họ tên nhập vào so với cái chuỗi này nhé. Pattern như so chứ, match. Được chưa? Thì pattern các chuỗi này nhé. Được chưa? Nếu như vậy tôi return phone. Rồi được chưa? Thực ra nếu mà đoạn code mà đơn giản nó chỉ ngắn vậy thôi. Nếu bắt một lỗi thì nó ngắn vậy thôi. Nhưng nếu các bạn kết hợp với try catch thì là như này. Đương nhiên try catch thì nó sẽ an toàn hơn. Nếu các bạn bắt try catch thì nó như thế này. Thì bây giờ cô có một cách, cô bắt try catch mà cách bắt tổng thể luôn. Cô sẽ bắt ở trên này. Được chưa? Cô dùng try catch ở trên này. Ok chưa? Này. Try catch. À quên, nhầm, cái chữ này chứ. Cái này có để exception. Rồi nha. Này các bạn để ý nè, dùng trái kết nè. Cái này không phải là lỗi hệ thống, cho nên là khi các bạn chạy trái kết nó sẽ không phát sinh lỗi hệ thống. Mà các bạn phải ném lỗi. Phải ném lỗi. Hiểu khái niệm ném lỗi không? Được chưa? Sau rồi dục lỗi, mà dục thì khi dùng phải bắt nha, dùng phải két, không két lại là nó lỗi ạ. Rồi các bạn nhìn nhá, đây cái này tôi ném và tôi bắt luôn tại chỗ nè. If is họ tên, cái này tôi đưa vào họ tên nhá, tôi đưa vào cái biến họ tên đi các bạn ạ, string họ tên, đây tôi để ngoài nè. String họ tên
tên gắn bằng ABC gì đó, tôi dán tạm nha. Tôi đưa vào họ tên. Nếu cái họ tên này mà là lỗi, tức là nó trả về phone này các bạn ạ. Được chưa? Tôi để phủ định ở trước nghĩa là nó trả về phone, đúng không ạ? Thì tôi ném ra một cái lỗi throw true new exception. Họ tên không được để họ tên chỉ có chữ và dấu cách. Thì mình phải bảo không đúng định dạng. Thế nào là đúng định dạng? Ông này ông nhiều chuyện lắm, tôi xóa chữ và dấu cách. Ông nhiều chuyện, phải nói rõ để người ta biết sai đâu, người ta sửa chứ. Mọi người nhảy vô gì vậy? Nhập lại. Bực quá, nhập lại. Không có nhiều cái mà cái form làm bực bội vậy đó. Mình làm sai không biết sai chỗ nào. Cái đấy là cực kỳ khó chịu. Rồi, ném lỗi. Anh này ném lỗi. Khi rơi vào đây thì rơi vào lỗi, không rơi vào đây thì thôi. Được chưa? Và anh này anh ấy bắt lỗi lại. Tức là anh lock ha, lock cái tót nó ra. Tót chấm make text error lỗi hai chấm các bạn cộng với à quên con text mà xin lỗi nhầm cái này là register activity chấm dit lỗi cộng với nè ex chấm get message. Cái message này á bây giờ nó sẽ là cái chuỗi này nè, tại vì tôi truyền cái message vào đây rồi, đúng không ạ? Rồi phải tot.make.long.lang.long.show. Ok đấy nha, đấy nó sẽ rơi vào đây, nó sẽ bắt lỗi, được chưa? Ok, nếu gặp cái tôi ném lỗi đây là bắt ticket nha. Nếu như không hợp lệ thì tôi ném ra một cái thông báo, ném ra một cái lỗi. Cái này ném ra một cái lỗi luôn, new một exception, exception là lỗi, tôi ném ra một cái lỗi. Và anh này nếu như anh này ném thì anh này bắt luôn lỗi, được chưa? Đương nhiên cái này nó trả về lỗi đúng các bạn, cái này trả về lỗi nè. Thì các bạn thử coi nha, thử coi nó sẽ chạy như nào nha. Tôi chạy trên này hoặc là tôi rồi ok chờ chạy thử rồi đã. Nó văng nó tót là lỗi luôn, tại vì đương nhiên ABC là lỗi, tại vì nó không đủ, không đủ gì ạ, không đủ cái số lượng ký tự. Chưa đây cô đang test thử cho các bạn coi thôi. Đây nó chạy lên là nó tót ra lỗi nè, họ tên chỉ có chữ dấu cách và nhập lại nè, thấy chưa? Hoặc là chưa đủ cái thước gì đó, văng lỗi liền đúng không? Văng lỗi liền, như lỗi đây là lỗi ở chỗ két. Thực ra nếu như bị lỗi một cái lỗi nào đấy mà các bạn không muốn nó show ra, các bạn chỉ cần comment cái dòng này lại. Tức là nó rõ ràng nó có lỗi nhưng mà tôi không show ra thì ai biết, đúng không? Cái đấy được gọi là dấu lỗi. Chương trình vẫn chạy rất bình thường. Hả nha, tất cả mọi lỗi luôn các bạn để trong két mà các bạn không show cái lỗi đấy ra thì coi như cái lỗi đấy được giấu đi. Hiểu không ạ? Đấy. Ok chưa? Đó là cách bắt lỗi nha. Bây giờ nè, bây giờ ta sẽ gắn đây, tức là cô đang tách các cái hàm đúng không? Cô đang xử lý hàng độc lập nè. Bây giờ cô mới gắn cái hàm này với cái giao diện. Hiểu không? Bây giờ cô mới gắn cái này với cái giao diện nè. Đấy, cô mới gắn giao diện. Hiện tại nó chưa gắn giao diện nè. Các bạn test độc lập. Hiểu không ạ? Bây giờ tôi sẽ gắn với giao diện nha. Ở đây ta có mấy cái 1 trường 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái edit text và hai cái button. Bây giờ tôi chỉ lấy button đăng ký trước đi. Nhiều quá, button. À, bờ tờ đăng ký rec. Rồi một cái edit text, ví dụ edit text họ tên đi. Edit text họ tên. Ok, rồi bây giờ tôi file view by ID nè. Edit text họ tên file view by dr.id.txt họ tên. Ok, bôi ông này lại. Rồi button button rec nè,
Rồi. Rồi ra hủy. Rồi anh này là butter rack. Ok. Rồi, bây giờ các bạn mới có butter rack. Chấm set on. Click listener. Cái này là new on click listener. Cái này học thuộc luôn ha. Đấy. Rồi bây giờ nè, tôi gọi hàm validation nè. Đấy, gọi hàm validation vào đây. Rồi nha, bây giờ làm sao để cô truyền được cái anh edit text này vào? Một là cô gắn trực tiếp vào đây. Hai là cô sẽ không gắn vào đây mà có thể truyền vào. Hiểu không ạ? Truyền vào anh này cũng được. Hiểu không? Các bạn có thể gắn trực tiếp vào đây được không ạ? Được. Các bạn có thể lấy cái này là gì đấy ạ? Edit text họ tên chấm get text chấm toString thì ông các bạn truyền họ tên vào thôi. Đó, các bạn gắn vào dưới hoặc các bạn truyền đối số vào đều được. Cái gì không có ta có truyền vào. Được chưa? Bây giờ chạy thử nào. Đấy. Đơn giản thôi, bài rất là đơn giản. Mà các bạn nên tách ra. Tách ra để các bạn debug lỗi dễ, fix lỗi dễ. Cứ nó gọn hơn. Sai đâu sửa để khi bạn lỗi đâu mà các bạn không muốn nó không sửa được á, comment luôn. Hiểu không? Comment nó lại luôn. Nhiều bạn lại kiểu lỗi xong các bạn không sửa được ấy. Nó lỗi hết luôn, chạy không được luôn. Thì các bạn tách nó ra. Tách nó ra xong các bạn maintain cũng dễ, mọi thứ cũng dễ. Ví dụ như là có thể là ABC này, nhập này, đăng ký cái nào, lỗi nè, nhập lại nè. Và đương nhiên khi nếu lỗi thì các bạn return nha, để nó khỏi phải submit đi. Hiểu không? Đây, nếu như nó lỗi thì các bạn return. À khoan, từ khoan. Nếu nó văng ra lỗi exception, nếu cái này văng ra lỗi thì thoát khỏi hàm luôn. Khoan từ không. Return khỏi này nhưng mà những cái hành động sau nó vẫn thực hiện, em hiểu không? Không, hiểu rồi. Bây giờ thế này. Nếu như cái hàm này, nếu cái hàm này mà nó không lỗi, tôi demo các bạn coi nha. Nếu như này, các bạn viết thêm một cái dòng sau nữa, dòng sau nữa nha. Dòng này là các bạn toss ra một cái hành động nào đó, hoặc các bạn đăng ký thành công ha. Các bạn nhìn nè, đăng ký thành công, các bạn sẽ thấy cái vấn đề, biết ngay vấn đề là vì sao cô phải hỏi chỗ này. Đăng ký thành công tức là nếu như nó bắt lỗi xong thì, nếu như không lỗi thì nó phải đăng ký thành công, đúng không? Nhưng các bạn để một mình như này á, dù lỗi hay không lỗi nó vẫn chạy cái đăng ký thành công, hiểu không ạ? Để lại nha, lỗi hay không lỗi gì nó vẫn chạy cái dòng đăng ký thành công, có đúng không? Thì bỏ không phải bỏ không hả? Thì giờ chạy kia nó cả về một cái thì chạy xuống dưới thì đương nhiên cả. Thì bây giờ phải làm sao? Làm sao để cho nó không chạy được cái dòng này? Bỏ thì làm nó dùng làm vali sao? Bỏ dùng cho eo không? Bỏ gì vào cho eo? Cái này hả? Tại nhưng mà hàm này viết độc lập mà, làm sao cái này là một cái chức năng độc lập khác? Đây là một chức năng khác. Nó vẫn chạy thằng kia rồi. Đó, nó vẫn chạy đăng ký thành công. À. Thì tao phải gì ạ? À, cái này true false đúng không? Phải cái này chứ, đúng không? À, cái này tôi để bullet. Chính xác. Đúng chưa? Cái này để bullet lần đúng không? Rồi anh này, nếu anh này mà rơi vào két thì đương nhiên anh return gì ạ? Return false. Mà gặp cái két này return false thì nó dừng rồi. Còn nếu không rơi vào đấy thì nó sẽ return gì ạ? True. Không để vào return vào đây, tại vì nó ném lỗi thì nó văng rồi. Nó không thể chạy được câu lệnh return nữa. Cho nên để câu lệnh return phải để ở sau này. Được chưa? Rồi nè, các bạn chỉ cần if đây thôi. If. Đấy. Thì nếu cái này mà hợp lệ thì
Đấy. Còn else thì tôi sẽ báo cái lỗi là gì đấy ạ? À, nếu không hợp lệ thì không hợp lệ thì thôi, nó báo vắng lỗi rồi, khỏi nói gì cả. Nếu hợp lệ thì tôi mới chạy cái này thực thi công việc, còn không hợp lệ thì thôi, hiểu không? Rồi chạy thử nhá. Đây nè, chạy lại nè. Nếu nó hợp lệ thì nó mới chạy câu lệnh đăng ký thành công, còn không hợp lệ thì nó sẽ không chạy câu lệnh này nữa. Đấy, cho nên các bạn phải if validation form thì tôi mới làm công việc này. Cái này nha, không lỗi, bị lỗi nè, bị lỗi nó bảo lỗi nè, xong hết đúng không? Bây giờ không lỗi nè, không lỗi nè. Ủa? Ủa không không, dấu cách thì có hoặc không có chứ. 5 ký tự mà. Dấu cách thì là một trong những cái này thôi chứ. Mổ. Ê sao lỗi ta? Không tê tê phải được chứ. Ồ. Sao lỗi? Khoan coi nó coi. Nếu họ tên khoan. Nếu cái này không khớp. Họ cho tên chấm mát hay pattern chấm mát ta? Họ tên chấm mát. Cả hai cái này đều có 2 mét mà. Đúng rồi, nhưng cả hai cái này đều có 2 mét. Rồi chạy lại đi. Cả hai cái này nó đều có 2 mét. Kiểu gì? Rồi, lẫn lộn xíu thôi sao? Ôi, hết pin. Rồi. Rồi đăng ký thành công được chưa? Đây đúng rồi đó, vậy là họ tên chấm mét, không phải cái kia chấm mét đúng không? Nó nấn nồn thế mà. Được chưa? Biết thực ra các bạn, đây là cô hướng dẫn các bạn viết một cái két, trái két mà các bạn ném là lỗi. Hiểu không? Còn cái mà trái két mà lỗi của hệ thống thì là dễ rồi. Hiểu không ạ? Lỗi hệ thống thì là dễ rồi. Đấy, các bạn có thể ném, muốn ném cái gì là ném, hiểu không ạ? Các bạn muốn ném cái gì là việc của các bạn. Ok chưa? Rồi thì cái này là bắt lỗi đơn giản thôi. Còn ví dụ như email chẳng hạn, các bạn nhập email thì các bạn cũng viết thêm. Các bạn mà muốn viết thêm cái lỗi kiểm tra lỗi, ví dụ lỗi gì đó tùy các bạn nhá. Các bạn kiểm tra thêm lỗi nữa thì các bạn để if tiếp theo ở đây, hiểu không ạ? If thì khi gặp câu lệnh trên, nếu lỗi trên nó return, if câu lệnh dưới nó lại return, như vậy if thoải mái luôn. Cái này các bạn để cho cô là chấm chim vào đây cho cô, để cắt chuỗi, cắt cách đầu, cắt cách cuối, để tránh trường hợp là nó sẽ có cách, hiểu không? Còn có 5 dấu cách liên tiếp là thôi, đúng không ạ? Rồi các bạn để các bạn cắt cái hàm này là để cắt dấu cách đầu và cuối nhá, ở giữa không cắt được nhá. Các bạn muốn mà vậy các bạn phải có cái hàm chuẩn hóa. Hình như tôi nhớ không biết là Java nó có hàm đã chuẩn hóa vậy chưa, nhưng mà Excel nó có rồi đấy. Hàm Excel nó có. Đấy, không nhớ Java có hàm chưa, hình như không có hay sao, các bạn tự viết. Nếu các bạn viết email nào, private is bullet is email. Cái hàm email này mà các bạn biết không, ngày xưa mà thời cô mà năm 2000 á, bắt đầu mới lập trình web á, là viết cái hàm mà check lỗi bằng JavaScript nè, là nó phải cả 100 dòng. Mà bây giờ cô vẫn còn code. Tôi vẫn còn code. Nhưng mà code để nó ngủ cứng ấy, giờ từ đâu tôi bây giờ gom nó đi theo. Đây, vẫn còn luôn. Mở ra cái hàm là mà bắt không chính xác nha. Vẫn không chính xác, vẫn còn thiếu, vẫn còn sót. Tức là dùng for, dùng if else, dùng liên tục như vậy. Tại vì các bạn phải bắt. Thứ nhất là bắt dấu amoc nè, bắt dấu chấm nè, các dấu chấm phía sau nè, đúng không? Trước a còng, sau a còng, bắt như vậy mà nó kinh khủng lắm, nó dài kinh khủng luôn. Bây giờ nó gom lại khoảng 3 dòng. Nghe không? Bà rào không? Đây. Return to
Đấy, dễ đơn giản vậy thôi, viết bắt lỗi nó cực kỳ đơn giản các bạn. Các bạn nên tạo cái thư viện cho mình, gom lại thành cái thư viện. JavaScript cũng có thư viện, như JavaScript, Java cũng có thư viện. Sau này các bạn chỉ cần lấy ra thôi. Tất nhiên là các bạn có thể search, nhưng mà search xong các bạn phải viết lại, rất là mất thời gian. Thì khi các bạn viết chuẩn hóa rồi á, giống như đây, cái code hôm bữa, đây này, code hôm bữa tôi gửi cho các bạn á. Rồi, ok. Còn chai nước. Rồi, lớp mình đâu, cô gửi cái link này nè. Tôi cho các bạn coi cách người ta viết nha. Cái này hay lắm. Một số cái framework các bạn, người ta có hẳn một cái thư viện validation riêng. Nó có cách chuẩn hóa viết cách riêng người ta. Các cái framework á, có thư viện riêng. Cái gì vậy Ngọc? Dạ em đi về đời cho như lớp. PR cho lớp à. Lớp à. Lớp à, cũng Ngọc luôn. Nhóm cho lớp gì? Dạ. Nhóm muốn học kỹ năng mềm. Dạ nhóm. Em nhóm kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm là một cái buổi chia sẻ về mấy bạn ngày đầu tiên đi học á, đi làm á, hỗ trợ các bạn để giải đáp một số cái thắc mắc của các bạn cũng hay. Cái đấy hay lắm mà. Mấy ông đấy là mấy ông nói chuyện chất nha, mấy ông nói chuyện đàng hoàng ạ, chứ không phải là vớ vẩn đâu, nói chung là ok lắm. Hả? Đâu các bạn đâu vớ vẩn đâu, bạn chuẩn mà. Ý là nói người ta chia sẻ nhiệt tình cho. Nói thiệt, tốt nghiệp đi, chưa tốt nghiệp kỳ 6 đi làm, giờ đang kỳ 7. Mà nói chung là lương cũng khủng, lương cũng ok. Không biết. Đâu đi làm chứ đâu thực tập đâu, fresher luôn. Nói chung là mấy đứa xinh xinh, tôi nói lương các bạn là nói chung là cứ 10 củ ha. Cố lên. Có 2 cục khai mắt này. Đây. Ê, ghi ông hết rồi nha. Phong ghi ông hết rồi nha Phong. Ghi ông hết rồi nha. Đây. Chia sẻ các bạn nha. Cái video hôm bữa gửi cho các bạn nè. Nhìn nè. Video hôm bữa các bạn nhìn nha. Có những cái file các bạn thấy nó rất là lạ. Những cái này là cái người ta code mà code dạng chuyên nghiệp. Không, để cô chỉ cho hiểu. Đấy, các bạn sẽ hiểu thôi. Đây Scientific class là từ Utility á. Đây full code. Đây Utility method and a class. Utility là gì? Là những cái hàm, method là phương thức đúng không? Những cái hàm mà có tính ứng dụng, có tính hữu dụng, tức là những cái thư viện đấy các bạn. Các bạn thấy java.util không? Util là viết tắt của từ là utility. java.util.scanner.gì học Java 1, Java 2 nhớ không? Quên rồi. Java.system. Đó. Scanner.gì đó, .date.gì đó thì nó nằm ở trong cái đấy gọi là cái gọi là gói utility. Cái này các bạn à. Thế là nó sẽ viết, người ta viết những cái hàm kiểu như vậy để hỗ trợ các bạn. Đây, để hỗ trợ các bạn. Ok. UT nè, Java nè. Cái đây là class nha. Đây. Hàm show nè. Hàm validate nè, thấy không? Thấy không? Người ta tách riêng ra các bạn thấy không? Nó giống như cái thư viện của đấy vậy đó. Tách ra nè. Ok. Rồi opening new activity nè, rồi show info dialog nè. Show single choice dialog là những cái hàm người ta viết ra riêng ra để các bạn có thể sử dụng được. Và thông thường những cái hàm này để static. Tại sao để static biết không? Để các bạn chấm trực tiếp luôn, các bạn không cần phải new class. Hiểu không? Giống như các bạn hàm cái thư viện math á, math.sqrt, math. Gì đó, cái hàm toán học á, thì người ta cũng viết là static hết. Hiểu không ạ? Để các bạn dùng trực tiếp thẳng luôn, các bạn không cần phải new, phải instant một cái object nữa.
Đó, người ta dùng static, đó là vì vậy. Đấy, cái file này hay lắm, các bạn nghiên cứu đi, cái file này nó hay. Đấy, nó hay thì tôi mới đưa, chứ hay giờ không đưa. Ok chưa? Đấy, đó là cách viết của người ta. Và sau này người đi làm cũng kiểu như vậy. Các bạn nên tạo cho mình cái thói quen tạo những cái gói mà thư viện riêng, sau này các bạn tái sử dụng lại được nha. Ok, được chưa? Đấy, nó để static hết nè. Đấy, thấy không? Date nè, give me date nè, static hết luôn. Được chưa? Static nè, send to activity. Đó, những cái app mà các bạn sử dụng, tái sử dụng được. Được chưa? Show về hai progress bar này cũng ứng dụng được này. Ứng dụng dùng được liền chứ có gì nữa. Đúng không? Cái dòng, cái trạng thái, cái thanh mà chờ á. Đấy, xoay các bạn chờ đó. Các bạn làm dùng cái này được này. Ok. Được chưa? Rồi. Đó, thì cái này cũng vậy, ta cũng bắt đổi email. Đấy, cái string pattern nè. Bằng, cũng vậy thôi. Đó, dấu mũ, dấu đô la, chấm phẩy. Rồi email các bạn định bắt lỗi kiểu gì? Cái này là tôi giải thích luôn cho các bạn nha. Thông thường cái này thì cô ít giải thích lắm. Các bạn từ về coi cái này nhé, các bạn để cho cô cái này. Ví dụ như thế nào được gọi là một cái email nó hợp lệ ha. Rồi, ví dụ như thế này. À, các bạn để là ví dụ như là hướng tt amoc.fpt.edu.vn hay là it.hương.tt@gmail.com. Đấy, hay là hương.tt43@fe.edu.vn. Đó, tức là các bạn có thể hình dung là một số cái này được gọi là hợp lệ. Nó có thể có dấu chấm ở trước nè, đúng không? Ở sau thì có 2 đến 3 cụm nè. À, 1 đây. Có khi có 1 cụm nè. Thấy chưa? .com.government.vn rồi tất tật những cái đấy. Được chưa? 2 cấp hoặc 3 cấp á. Đấy. Đó là tên miền. Được chưa? Tên miền. Thì bây giờ để ra được cái này được gọi là cái mẫu. Để ra được cái mẫu này các bạn phải phân tích mẫu ha. Phân tích nè. Đầu tiên là một cái chuỗi, đúng các bạn, trước dấu amoc. Đầu tiên là dấu amoc trước là để đây đã. Dấu amoc để đây đã. Được chưa? Dấu amoc là phải có. Trước dấu amoc nè, là nó có thể có chữ nè. Đầu tiên là có thể có chữ và dấu chấm nè. Chữ số nè, đúng không? Chữ nè, số nè. Ký từ đầu tiên phải là chữ. Ký từ đầu tiên người ta cho số không? Hình như tên miền có đấy. Hình như tên miền có cho số đấy. Chữ đầu tiên hình như cho số đấy. Cho không? Cho không? Được đúng không? Tên của mình đó, cho số đầu tiên không? Không đúng không? Bây giờ nè, chữ IT này. Ví dụ như cô để chỉ ký từ đầu tiên nè. Ok. Nhìn nha, ký từ đầu tiên nè. Tôi phân tích cái cụm này trước nè nha. Được chưa? Cái cụm ký từ đầu tiên nè, là nó không được số, nó chỉ có chữ thôi, thì nó sẽ là từ A tới Z hoặc là từ A hoa tới Z hoa. Đó là được một ký từ đầu. Còn những ký từ sau nè, nó có thể là số I5, I4, I3 đúng không? T1, T2, T3 gì đó đúng không? Ta sẽ có số. Có thể có dấu ship gạch không? Có chứ. Thôi được rồi, nhiều mệt quá. Có xếp gạch chứ nhỉ? Có chứ. Xẹt W. Cái không, nếu mà xẹt W thì không cần cái này. Xẹt W. Nó phải hai dấu xẹt, trong Java nó phải hai dấu xẹt, JavaScript một dấu xẹt thôi. Chứ mấy ông này nghe ngán quá hả? Rồi. Nó chạy từ mấy đến mấy ký tự? Ít nhất là một ký tự. Nhiều hơn, ví dụ như 5 đến 7 ký tự gì đó. Tùy mình á, quy ước của mình mà, tôi cho 10 cho đỡ buồn. Sau đây phải có dấu chấm nha các bạn. À, sau đây phải có dấu chấm. Dấu chấm này phải đi về cùng này. Nếu đi một mình là trật ạ. Nếu chấm hướng tt là trật ạ.
thì dấu chấm phải đi một cùng, thì dấu âm móc tròn là cùng, có âm cùng. Thế như dấu chấm là dấu đặc biệt, tôi phải để hai dấu sẹc hay sao rồi. Cái cùng này xuất hiện ít nhất một lần. Hoặc không. Tức là xuất hiện mà một lần hoặc không xuất hiện lần nào thì nó là dấu chấm hỏi. Có không có, nó là dấu chấm hỏi. Ta số lần lặp á. Được chưa? Rồi tiếp nào. Một lần thôi, hoặc không một lần nào. Đúng không? Rồi ok, tiếp nha. Cũng cái cùng này nhưng không có dấu chấm. À, là nó nằm đằng sau. Đúng chưa? Sát từ ô móc là hơn tt nè. Có thể có số nè. Ký tự đầu tiên phải là ký tự nè. Có thể có dấu xíp gạch nè. Có thể có dấu xíp gạch nè. À, nó xuất hiện là từ 1 đến bao nhiêu cũng được, tùy. Được chưa? Để lại cho vui thôi. Rồi vậy xong đến A móc là xong cái cùng đầu. Xong là khúc đầu. Sau A móc nè. Sau A móc thì có thể là chữ hoặc số hay bất cứ cái gì. Nó xuất hiện ít nhất là 2 lần đúng không? Thì tôi sẽ để là sẹc W. Sẹc sẹc W. Ít nhất là xuất hiện 2 lần, còn sau bao nhiêu lần tùy. Số chữ gì không quan tâm, đúng không? Rồi. Bây giờ để phân tích cái cùng này nè. Dấu chấm nó phải dấu đi với edu, tại vì dấu chấm mà để bơ vơ một mình là nó lỗi. Đúng không? Cho nên nó sẽ là một cái cùng. À, mà là một cùng thì tôi phải để vào móc tròn. Một nhóm á, group á, nhóm. Rồi, dấu chấm đầu. Dấu chấm đầu, sau dấu chấm sẽ là chữ thôi. Chữ thôi, A tới Z. A hoa tới Z hoa. Và cái chữ này nè, nó chỉ 2 hoặc 3 lần thôi. 2 là trong trường hợp phi en, còn 3 là trong trường hợp cái này. Hiểu không ạ? Đó. Và nó cả cái cùng này xuất hiện 1 đến 2 lần. Nếu một cấp thì nó sẽ xuất hiện một lần, nếu hai cấp nó xuất hiện 2 lần. Được chưa? Hết là xong. Xong chưa? Ờ. Đó, đấy là gọi là cái mẫu đấy. Từ các bạn cứ tưởng tượng đi, từ 100 dòng các bạn thu lại có một dòng thôi. Cho nên nó phải có cái giá của nó. Hiểu không? Tức là các bạn phải nghiên cứu cái mẫu này chứ không phải tự nhiên mà viết được. Đúng không? Tôi phải làm bao nhiêu lâu mới viết được cái mẫu này. Mà cũng chưa phải là hết đâu, còn nó còn nhiều cái hoặc đủ thứ nữa. Mình chưa làm cái hoặc. Khi nào có những cái mẫu nó có hoặc cái này hoặc cái kia nữa. Dấu hoặc á, dấu thẳng hàng á. Có cái này hoặc có cái kia, hiểu không? Đấy, một trong hai, không thể nào hai, hiểu không ạ? Đấy, ví dụ như thế. Rồi bây giờ nè, tôi kiểm tra nè, if button. À, cái gì nhầm, email chứ đúng không? Đây nè, string email. If email.match. .match. Cái này đúng không? Ở trong là pattern đúng không? Pattern. Đó. Nếu như không match thì tôi return phone. Tôi return phone. Yeah, thấy chưa? Thấy các bạn thấy có 3 dòng không? 4 dòng không? Từ 100 dòng chuyển xuống nó khác ạ. Cái regular này nó ghê gớm lắm. Bữa có một cái bài toán các bạn đi phỏng vấn á, có một cái câu là cũng bắt lỗi nhưng không được dùng, không được dùng cái anh regular. Bắt lỗi bằng tay. Nhưng không phải email. Mà tôi nhớ là cái đấy không phải email mà là hình như số điện thoại gì á. Mà người ta có quy ước, không khó như email đâu. Tức là đi phỏng vấn ấy, cho các bạn làm ấy. Cũng bắt lỗi. Không được viết cái này. Email. Mà nhiều bạn là bỏ tay. Tại vì các bạn không quen như kiểu bắt lỗi. Làm việc với chuỗi á, dùng JavaScript các bạn làm việc với chuỗi các bạn không quen. Các bạn không biết dùng cái hàm gọi là hàm cha S ở trong JavaScript luôn. Biết hàm cha S đấy không? Để bắt từng ký tự á thì phải dùng cái hàm cha S. Cha S là cái hàm trả về cái ký tự tại một cái vị trí. Vì cha S không nó trả về cái ký tự tại vị trí đâu. Hiểu không? Nó có cái không biết dùng. Vậy là không biết so sánh cái này nữa nè. Trong JavaScript hay trong Java nó có cái hàm so sánh là chuỗi. À, ký tự.
Tức là so sánh ký tự đấy lớn hơn một ký tự khác, dùng dấu lớn hơn nhỏ hơn không biết luôn. Và cái, vì thế cho nên các bạn không làm được. Các bạn không biết được, không làm được. Người ta có ký tự nhá, ví dụ cha. Như cái này cha, CH, ví dụ bạn gần bằng A chẳng hạn, ví dụ đúng không ạ? Thì nó họ có thể là if CH lớn hơn hoặc bằng lớn hơn 0, bằng 0 và CH nhỏ hơn hoặc bằng 10, 9 chứ, 9 không có 10 chứ. Đấy, ký tự nó một ký tự à. Đấy, các bạn không biết dùng cái này luôn. Hiểu không? Các bạn không biết là ô tại sao lại so sánh được lớn hơn nhỏ hơn với chuối. Các bạn tưởng nó chỉ so sánh với số. Hiểu ý không? Đấy, cho nên không làm được luôn. Với không lấy được từng ký tự ra trong chuỗi. Trong JavaScript nó cái hàm rất là hay, đó là string chấm chat. Dù không thì nó sẽ trả về cái vị trí đầu tiên của cái chuỗi đó. Hiểu không? Không, nó bắt đầu từ không. Không biết dùng cái này. Không biết dùng cái này thành ra là cũng không lấy được từng ký tự ra luôn. Đấy, khổ nhỉ. Sao được mình for, đúng rồi. Chính xác, for y chạy từ không đến đến len, nhỏ hơn len là nó sẽ duyệt từng hết toàn bộ ký tự. Hiểu gì, hiểu ý không? Đó, so sánh lớn hơn đỏ, nhỏ hơn được luôn. Lớn hơn, nhỏ hơn, bằng được luôn mà. Cái cha này là so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, so sánh bằng, thoải mái luôn. Đấy, tức là cái này nếu là số, nếu tôi nhỏ hơn 0 và lớn 0 và nhỏ hơn 9 có nghĩa là số. Hiểu ý không? Cái câu này nè, nó tương đương với là một cái set ở trong này thôi, một set D ở trong này thôi là số. Nhưng mà khi mình viết code mà viết code thuần ấy, mình code chay không thì mình phải làm như này. Đấy, các bạn phải biết cách xử lý. Hiểu không? Đấy, nhiều bạn không biết. Thế là thôi được, cô ơi, bài này bọn em không thể làm được luôn. Có thể. Đấy, mà kể cả web mà bạn phỏng vấn frontend, người ta vẫn hỏi giải thuật đấy nha. Chứ Huyền nói là frontend không hỏi giải thuật đâu nha. Mấy bạn web đi học về hỏi cô đấy. Mấy bạn web đi học ấy hỏi cô đàng hoàng ấy. Hỏi cô là cô ấy, vậy em phỏng làm bài mà chịu không làm được. Rồi vậy thôi, đây các bạn phải có hai cách để bắt ha. Một là dùng cái pattern, hai là dùng check lỗi từng dòng một. Được chưa? Ok, và các bạn đưa lên đây thôi các bạn. Đưa lên đây thôi, quên nhầm. Đưa lên trên này. Dùng trái kết tiếp. If cái này is email. Email. Đưa vào đây thôi. Ném lỗi các bạn. Ném lỗi nào nó cũng bắt được hết. Email không hợp lệ. Rồi ta để cái chuỗi đây đúng không? Cái này các bạn để là email. Và đây các bạn thêm cái email vào đây. Edit text. Email. Bắt copy thôi. Cái này là email. Anh này các bạn để là email. Được chưa? Còn cái này các bạn để là email. Đấy, ném lỗi. Và nó sẽ lấy đây. Nó sẽ lấy cái chuỗi này. Đấy, có một dòng này thôi. Nó thông báo hết cho tất cả mọi thứ này nè. Thấy nó đơn giản chưa? Mỗi hôm là mỗi cái là các bạn thông báo một dòng. Đúng không? Bây giờ các bạn làm một dòng thôi. Các bạn ném lỗi ra, nó thông báo. Chạy lại nhá. Ok. Rồi bắt lỗi không để trống. Rồi các thứ tùm lum nữa. Rồi đăng ký nè. Đấy, không nhập lại nha, đúng không? Sẽ cho nhập lại nè. Đấy, mình có để là Trần, đúng không? Rồi đăng ký cái nè. Nó bảo là email không hợp lệ đúng không? Các bạn nhập email nè, cô nhập đúng nha. IT gmail.com đấy, nhập đúng nha. Đăng ký nè, là đăng ký thành công đúng không? Bây giờ nhập sai nè, cô để một cái dấu chấm ở đây.
để một dấu chấm đây nè, ok nè, lỗi email chưa, thấy chưa, lỗi nè. Rồi các bạn để một dấu chấm sau cái này chẳng hạn. Cái gì vậy? Đây có để một dấu chấm sau cái này chẳng hạn. Đây đăng ký nè. Không hợp lệ đúng không? Tức là nó bắt lỗi cực kỳ chặt chẽ luôn các bạn. Chính xác luôn. IT 123 thì được nè. Cái này 123 thì được nè. Ok. Là ok. Được không? Là ok. Đây. Nhưng mà chữ ở đâu số 1 là không có được ạ. Số đâu mà các bạn để số 1 đâu ạ. Nó không được ạ. Nó không cho. Email nhập lại được chưa? Đó vậy thôi. Đó, cái này bắt lỗi rất là chặt chẽ luôn. Được chưa? Ok. Và đây là cách bắt lỗi các bạn dùng trái két. Các bạn thấy không ạ? Các bạn cần ném lỗi. Có cái dòng thông báo còn ở đây các bạn gì đấy ạ? Có một thông báo xuất ra thôi. Đúng không? Nếu gặp lỗi này nó ném thì khi nó throw exception thì nó sẽ không chạy câu lệnh tiếp theo nữa. Và ở đây nó sẽ bắt luôn. Đúng không ạ? Bắt luôn và các bạn return. Return phone luôn. Được chưa? Cái này cần ném lỗi, cái này bắt. Ném lỗi bắt. Được chưa? Đây là lỗi của mình từ sinh. Còn lỗi hệ thống thì nó lại không phải ném. Từ nó phát sinh các bạn không cần phải ném. Ok chưa? Đó. Thì về các bạn làm cái bắt lỗi chịu khó làm cho cô ha.